chất lượng của em ấy rất tốt, đẹp, phong cách nó bền đẹp tốt, rất là tuyệt vời, làm cho người phụ nữ được đẹp hơn. Mình thấy hài lòng, tôi rất hài lòng với Winnie ạ. Winnie là một trong những hãng thời trang tiên phong được thiết kế dành riêng cho phái nữ tại thị trường Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên xuất hiện năm 2005, Winnie luôn nhận được sự quan tâm, yêu thích và ủng hộ của khách hàng nhờ những thiết kế tinh tế, chất liệu phù hợp với khí hậu Việt Nam, vừa mang lại sự quyến rũ cho phụ nữ, vừa thoải mái trong sinh hoạt thường ngày. Winnie được biết đến với các dòng sản phẩm đồ mặc nhà, đồ ngủ, đồ thường mặc, đồ lót và phụ kiện. Từ năm 2011, đồ mặc nhà Winnie đã được chia thành 3 dòng sản phẩm là Origin, Glamour và Diamond, giúp mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng. Origin là dòng sản phẩm truyền thống, giữ nguyên vẹn tinh thần Winnie từ thuở ban đầu. Glamour là sự trẻ trung và phóng khoáng. Diamond, sang trọng và đẳng cấp nhưng không làm mất đi sự duyên dáng và nét đẹp Á Đông. Chỉ nghe mọi người nói là Winnie là thời trang mặc nhà thì bọn chị thử, nhưng mà về thì thấy bán được, bán tiêu thụ tốt. Như bọn chị thì xác định nó cũng là thời trang và mặc nhà hàng đầu của Việt Nam rồi đấy. Tại vì người ta tin tưởng cái mặt hàng Winnie, nó mang lại cho người ta mềm mại, dễ chịu. Chị làm trước là chị gọi là nhân viên đi bán hàng thuê của cái hãng này. Xong dần dần bắt đầu là chị thấy nó có ảnh hưởng đến thị trường lớn nhiều, thì chị bắt đầu khi chị nghĩ kinh doanh này, chị nghĩ cái mặt hàng này luôn. Thái là một cái đơn vị kinh doanh rất là có uy tín, chỉ có thông tin thì mình cũng đã rất là mong muốn và xin được hợp tác để phân phối sản phẩm Winnie. Thực chất thời trang của Winnie là đem lại cho người ta một cái hình thức màu mà rất là đẹp. Dáng của Winnie là nói chung là so với các đồ mặc ở nhà là đứng đầu bảng. Dân ở Nam Định mà muốn mua thì hay phải đi Hà Nội. Từ đấy trở đi thì bắt đầu là chị làm từ đầu năm 2008. Chị thì đầu tiên chị cũng là khách hàng của Inni, chị thấy sản phẩm của Inni thì nó cũng rất hợp với cái lứa tuổi của như bọn chị. Tại sao mình không tạo cơ hội cho phái nữ làm đẹp? Chị nghĩ thế nên tận dụng cái thêm một cái công việc nữa cho nhân viên của mình thì chị đến với Inni. Với lịch sử 8 năm phát triển, Winnie đã chứng minh sức sống bền bỉ của một thương hiệu Việt mà hiếm có thương hiệu nào làm được. Winnie đã giúp thay đổi cuộc sống của hàng triệu phụ nữ Việt Nam trên toàn quốc. Cùng với sự thay đổi của Winnie, của cộng đồng khách hàng Winnie là sự thay đổi của hình ảnh thương hiệu. Và sự thay đổi của chính các đại lý, những đối tác tuyệt vời của Winnie là người thân, người bạn, là một phần của đại gia đình này. Winnie xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến quý đại lý, mỗi anh chị là một niềm tin, thịnh vượng và hạnh phúc.